ba điện gì luôn hả chú? Không. Bữa đi thêm vậy. Hổ về cái này. Không nghĩ con mày. À lộn. Con 39 mà con mang dừa. Đây là chân ta 41. Thôi chân bà 41 chân tôi cũng đem máy á. Được rồi. Ờ chứ cô bé xéo à. Để nhìn tôi nói chứ. Dạ con bao nhiêu chứ Sơn? Con à không, 44 trên 40. Trên á, 39 em mang dừa mà. Con là một có thể là 40 là sợ cái chừng nó cũng hơi chặt ấy. Dạ lúc đó con chuẩn 40 sớm con chuẩn 40. Lấy lên thử thử mai giường. Phúc Khang mai á. Ai vô ta? Phúc Khang ai vô? Chứ vô hồi đợt lúc đó bạn này bự cái gì đó à? Dạ hồi đợt nghỉ. À, người ta đỡ con như à đi bay á nên này to to đúng không bởi vì anh sao ai đem luôn vậy bây giờ giang của giang trượt tám giờ em con tám giờ năm phút trời ơi làm gì vậy trời bữa nay có coi chim nhưng mà tại chiều đây em đa cái em chim chị gì có chim chưa đúng quá để đi tính ra mấy cái bài chết được làm gì tính ra bộ đồ quân lộ người ta chịu quân lộ nè muốn chọn yên trang này có phèm rồi đâu phèm đứng yên tại chỗ nhân gian là gì là đâu sâu sắc nè. Tôi nói bữa giờ mấy lần đâu. Tôi nói nghe không? Bữa đeo xuống là tôi nói liền mà không nghe. Tôi quay là tôi bị trúng mấy lần rồi. Ai bảo nó cái gì hả nhọn. Bữa nó đeo xuống là chú nói liền mà. Tâm đang qua mấy. Sâu sắc. Bữa nó đeo xuống là chú nói rồi mà. Ba đừng có đeo. Đeo đi cho cha điểm rồi. Mình di chuyển là nó đá vô cái cổ mình sao, da nó ấy sao. Giọng bình
cam thử thách mặc áo cam rồi. Chứ nào quýnh thương mà ăn thương nó kinh đó mày. Tông thương. Ồ, đó, gẹm thương đâu. Anh Dũng xô bị thương nó bịt đầu liền. Ông Phạm mà còn học sinh mà bị đeo lưng ngon không Phạm? Gầy sao? Gầy hơn một tí. Không, nay nó ốm mà bớt rồi con. Da xương kiệt thượng đây là sao? Da xương kiệt thượng đâu, nó mập chứ con. Con thấy xuống này cũng hành được hai bài thắt rồi sao? Đậu mắt nè, lao chiêu đi. Mà mình hoạt động ý. Nhưng gian ngày nào nó không đá nó vậy. Mấy đứa kia có khi 3 4 ngày có khi cả tuần nữa. Chào Phương. Chào Lâm Vinh. Ui. Ai chụp người vậy chú? Ai áo xanh xanh vậy? Trời. Khỏi chụp hả? Mám chen kiệt đi, mám chen kiệt đi. Nói gì đi? Nhây. Tao ông lớp 8 nào lớp 9 bạn. Mình bán chiếc thương la còn chưa dám đá mà. Nó trâu mà sợ gì bọn lớp trâu. Không, chị không dám đá. Không có đá. Ừ, lớp chú Sơn lớp 9.
giờ đã luôn. Ba nhìn vô đang có hết ba nhìn nha. Nhà lớp ba thêm tung ba nên chị không đá vô bán cốt nha không chịu. Ở đây chụp cho Diễm vô cho mấy vào thay vô. Hồi nãy con Thảo là Tàu nó vừa khách lưu tàu không? Con Thảo là bình thường. Con Thảo là Thảo chụp. Đậu vô đi, chết đi. Đậu mấy chuyện thôi, dẹp đâu. Ra ngoài. Chân ngang. Đẩy luôn. Thì nào vô. Đầu, một tên. Hai tên. Mất ban. Con chị đây cũng thấy mệt luôn mà con cái điều con lấy con ăn abitur cũng tức luôn. Con bất kỳ nè. Bữa đó anh kêu vậy. Cô ăn ở nhà cô lên cô đá tức bụng. Ừ. Nào. Này mà chứ rôn đôi vậy. Này mà. Đâu mấy chị? Đang đá mà tự nhiên. Cô đủ lâu nó thay đây chứ. Còn vô được kia luôn. Lắm. Để giờ thấy Phước vậy. Kêu Phước đi. Thấy thì biết được nè. Không, đây biết ba. Biết của hết. Chào Trang. Ai ra vậy? Ai chụp đi đâu? Ai vô vậy? Con lướt, con Tiến đang nhu cầu vô mà cuối cùng Thang hít rồi hả? Con hít ra lại. Con gái nhà nhá con Hiên. Ê, nè, ê. Ủa Hiên vừa rồi hả? Đâu, Hiên ở trong nhà. Trong nhà làm gì vậy? Con hội. Con hội cả. Ừ. Nghĩa mình đang ăn cũng no hết rồi không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vô ráng chịu nha. Còn con Như có vô sao không? Như với Kim Trinh quên, con Kim Trang vô ấy. Đi không xin. Thấy đàn lộc này, Như. Kim Trang thấy đàn lộc này. Đặng Lộc. Thế nhờ Quỳnh Như vô một chút đi. Như vô chú đi, vô đi. Mày cáo gì bạn ông? Không con gái vô được đâu, khỏi cần. Như mày áo hồng. Ai? Ý anh Hi biết nghĩa là đẻ con ha. Không mà vô. Diễm hay lắm bà. Diễm nó đẻ hay hơn như vậy. Đó là số môn đi. Tao. Đậu lắc cái chai. Ảnh hưởng gì? Đi đi. Em cho cố. Ôm nó dập xuống cái. Một tấu á. Lên tàu. Gì? Về trước cái đi, về Vân Thương trước đi. Mấy giờ mấy cái 8 giờ kém mà phi. Khỉ ra rồi hả? Thế người Kim Trang thấy nhất luôn. Tụi mình đang gác không? Trời luôn. Bên đây, bên Giang đây. Bên Giang đây, nhất bên Giang đây. Bên Giang. Bàn gái luôn. Đã rồi chưa? Quéo vô giữa này, bây giờ bên con tới ba đứa con gái ấy. Cứ ra tính. Cứ ra mai ra tính. Trời ra hả? Ờ ra. Ở rồi. Nóng được một ba cho mày. Con vô ác con chờ thời không ạ? Phước này nó dĩ đâu đã? Siêu phẩm. Qua chụp đi chú. Lọc. Điện lọc á. Giờ tém sao? Phước gẹo con Thương không? Con Thương nó hốt nào?
vậy trời. Dừng nè con. Giờ lớp con không đặt mà thì giờ người ta đặt mẫu nào chút mà nói cho con. Chưa biết thì lũ con cứ kêu là lũ con trai đi dễ ổn mà. Là đá nhưng mà nó chưa có đi không cho. Ban nhân trên là nó kêu chú tư vấn mẫu cho nó là chú chỉ mẫu là lũ nó vừa ý hiểu không? Sao chú chỉ mẫu khác đi? Chú biết không chịu không? Con chịu. Bữa mẫu đây con ok rồi nhớ không? Con nó vừa đùa nha, bắt đầu là bộ đi dẫn đầu nhưng mà tự nhiên lát sau cái nó quay ngược lại bị hồng luôn, nó số nó gỡ nó gỡ lại lật nhiều xem đầu cơ gỡ cái chưa cơ năm chọn cái nào đó nó gỡ. Nói chung nó đều là cái xanh ăn kiều á, mình tự nhiên lát tụi nó gỡ xong tụi nó sửa lại hết luôn, xong bữa xanh thua kiều buồn hết luôn. Mày chọn màu nào đó? Tao gỡ bộ đi ra nè. Ý là mày chọn màu nào? Nó thích xanh hơn. Ừ, đúng hồng hồng cũng đẹp nhưng mà cái cổ tâm thích cái cổ. Đúng rồi, nó cũng nhặt nhặt. Tâm thích cái cổ. Tôi đã nói mà tôi nhìn cái cổ là tôi không vừa, chứ không phải là tôi kêu là đồ xấu đồ đẹp, nhưng mà cái cổ là nhìn tới nó tức ngừ. Nhìn mẫu đẹp thường nhưng mà nhìn cái cổ con ít thích, nhưng mà giờ thiếu số đông rồi mình phải thiếu. Ok. Cho phải công bình. Ừ. Ba người mà hai người đồng ý một người thua. Đúng rồi. Cho giờ kêu thiếu số đông rồi, từ chừng tới số đông không đúng bộ nó cái nó kêu không đẹp nữa à. Thâu quá. Thâu quá. Thì bây giờ lớp 30 người mà 16 người là ok. 14 người là thua. Đâu sao? Đó tiền đúng rồi, nó tiền ăn không có. Không nhưng mà đã cá kiều trước. Ờ tập thể thì 16 người đồng ý theo 16 người. Đúng rồi. Thiếu số đông. Rồi. Đều. Bao nhiêu chút? Ừ. Nếu làm lễ 120 bộ yên luôn. Bộ gì? Đồ nào? Vàng. Bộ lớp là giảm đem hạt 10 ngàn. Tự hàng đây hàng CP nó cao ha, các hàng kia. Mày biết là sao nha? Ông Hi biết xe tăng mà tông xin lô vậy? Xe đạp. Xe đạp nhỏ thôi. Chị đành nó chị đạp, chị sẽ lô vừa chị đạp nữa ba. Chị đạp nó cán cho nó còn cái niềng không. Hả? Yên xin không? Quéo gì mà trời quê vậy quéo? Đúng rồi, ngoài chiều nó tàu quê vậy sao? Rất là không ngoài chiều luôn. Từ từ nha, đường nào cũng đường kìa. À, bạn áo vô đâu? Hên đâu? Bạn áo vô đâu? Chưa vô mà cô anh. Ừ, ông lọc khí á. Mày gặp xe tăng đâu? Ồ. Giang từ từ nó qua rồi mình cản chứ. Nó chưa qua mình còn lo cản chứ vậy. Nó nhỏ hơn mình mà từ nó qua rồi mình bỉ nó chứ. En. Thôi chú sắp ăn đêm mới không điện nữa. Đâu tối biểu mấy nào quy không biểu. Sân hiếu ánh sáng không đẹp. Mà bữa nên tao bỏ qua ăn đêm đẹp thấy sao. Thấy không? Chú có đem ăn đêm mới cùng. Bữa khác là bữa ông thường nó nhắn á. Người ta là chết. Đi không xin. Tôi biết thế nào là ảo. Dạ. Không hoàn hảo á. Ừ. Trời ơi, lớp đây bây giờ thỉnh, giờ lớp Trinh nó cũng hát cái bài đó vậy. Lâu. Kẹt luôn. Kẹt lâu. Dính cây. Rớt xuống đất rồi mà kẹt cây. Không hề còn cái banh kia đâu bây. À Thương vô Thương. Thế Hồng Mộc kia, Thương vô. Thương vô. Thương, con Thương được. Thương vô đi. Con Thương vô. Đeo chân rồi, đeo chân rồi. Ừ.
con thương vô không được. Thương đỡ mang chưa mà chú sớm. Bà vô và chạy ra đấu ra đó. Bà đây nè, con nhiều mà chú sớm. Cô giúp mẹ coi chú. Nó mới đi. Nó không biết nó có gì nó quơ đó ra chứ tự nhiên. Ra qua ra còn đi nữa đó. Em ở nhiều quá anh đang bụng. Sao? Meo gì nữa mà meo mở cái nào? Mai không đi đâu? Ai có hiền ấy rồi? Mai đây bình, bấm bình. Mai lại đây mai, mai đây bình. Bây giờ người ta đã hết rồi. Chẳng may là đã hết rồi. Lớp mà thằng Hy được 9 giờ mấy mà. Còn 8 rưỡi là mấy lớp kia. Bây giờ nó quên luôn, nó đặt cũng quên luôn. Không biết lớp nào đặt. Lớp giờ cũng đặt. Vậy gì? Mai đủ lớp này vô số mình đã trước. Lớp con. Ngày mai ra đá chứ, sân đêm mà, lũ đá sân đêm mất mà. Sân đêm mà đá rồi, chưa ra đá. Ủa mai đi lớp xưa có kiểu hay đủ lớp xưa. Mai dạy lớp nào đá? Xưa. Xưa. Mai dạy anh em lớp xưa đá. Lớp giỏ, lớp giỏ. Lớp giỏ biết tụi nó giỏ, vô đá bị hụt chừng thôi. Lên giỏ mà giống đó. Hồi trưa lớp nó cũng tập tới 11 giờ 10 bây giờ. Tụi nó kêu nên bây tụi nó không đá mà sao tụi nó tập dữ ha. Gà kêu chơi. Còn cái banh kia nữa đâu con? Dạ, xuống tới nhà ta bán banh. Cậu giống. Lỡ mấy từ từ cái nôn về uống nước vô. Giang đi. Sao thấy chị em hồi nãy không thấy là chuyện đó đó. Tụ. Giang đi xung đi Giang. Bữa nào ngủ kỹ rồi vậy á. Bữa nào vật vờ là bữa trưa đấy bảo đảm không ngủ. Dạ. Sao nó ra Giang Kiệt vô đi. Nó tào lao á. Từ từ nó vô á. Thằng Kiệt nó mà mệt lắm á. Nó vô là nó không chịu ra luôn á. Không có. Từ từ. Bữa nó vô nó không chịu ra luôn. Bắt nó vô đứng luôn. Nó kêu đứa nào ra nó không chịu ra. Kêu đá vừa hiệp 2 nó không chịu luôn. Nó kêu đá chính luôn. Vậy bây này mới biết hả? Giận ai dám chọc bà? Nó đá không biết được rồi, đá xa thì mình thấy cái hướng chứ còn đá gần đá cái rầm biết đâu mà theo. Ơ con thiết. Ủa tiếp tim nào? Tim gì á? Vô kì tốt không chứ. Thương đây nè, không mấy kỳ này. Thương mấy kỳ mà chưa vô hết chứ. Vô bạn hết. Cô. Thế cô. Làm mấy. Vậy nó mua mạng, vậy mạng bằng về con mua đâu, chốt không? Mua bóng đá. Về này, về mạng về ấy không? Cứng, đế nó cứng, vải nó không đẹp, mình, nó không sắc sảo. Chốt là vải rồi cái mẫu mã nhìn vô mình thằng ghiền phải không? À, mình ghiền cho còn chốt nó vải chứ không đẹp, nó nhìn vàng kỹ đâu đẹp. 35, 38, 39, 40. Ra đây. Mình theo đây có cây à? Anh cứ thôi ở ngoài. Đá đây đá 1-1 kèm 1 vô, không có nè. Anh cần cây à. Tỷ số nhiêu đâu? 3-2. Có khi nào mình đụng rạo đá cho mà quạo gì? Tỷ số nhiêu rạo? Đá cho mà quạo gì vậy? Bên đây đang dẫn bàn sau kinh lộn nhé. Sao?
Thằng nào mình đá đá kiều với đội khác là mình vậy nó gặp đội khác nó lại yếu nhân gái. Mà đá đội nhà. Đá đội nhà là sân sung. Tê là mình lấy cái tê mình chọt vô mấy cái chỗ mà cái ngón chân nó hết. Vô. Vô. Ba đứa nào á? Ba con Thảo hay sao á? Lấy gì giống giống mà. Đi nông nói sao có mấy đây ra đây giờ chiều chắc nó không nói xuống đây. Nó đi chắc nó không nói sao về về luôn á. Chạy ánh vô thương về trước em mẹ. Thương vô cô ánh về trước đi. Rồi lũ nó đá xong về hay sao? Rồi trời về luôn con. Rồi, vậy trời. Con học đâu ha? Học đâu cũng học đâu 11 luôn rồi. Vậy thôi từ. Giờ chiều con rảnh quá không học luôn. Vô rồi chỉ gian nó học cũng đó. Nó học cũng nó đó học cũng vô chỉ rồi hả? Rồi vậy chửi. Hôm hôm không tự chữ đâu. Học không học không vô vậy. Tôi tập trung học vô lấy cây mày gõ. Hôm tôi chữ rồi. Có Minh Thảo à. Ê về hết luôn ha. Mẫu đẹp á. Ủa tụi nó học gì đấy? Lớp trên đàn rồng. Lớp 8 dê đàn rồng. Chậu quần đấy muốn gì nữa. Ở trên nó trắng vậy là đẹp á. Gái bạn đẹp nữa. Không, loại đây cũng có màu không. Bữa chú nhắn con có màu á nhớ không? Có gỡ đâu. Hồi bữa có gỡ màu hồng cho con ấy nó kêu vẫn đẹp nhưng thích màu đây hơn. Có màu hồng nữa. Nhưng mà màu đai trắng này đẹp này. Trắng xanh này đẹp. Có. Dân tộc cái gì dân chơi? Ăn nghe cho bán còn nhà nhiều lấy ăn đi con. Ăn nghe không? Ê hút thuốc rồi. Học bài trước bài thức làm gì học bài á? Học bài. Để vô. Con mày để vô mày ngủ đó để vô mày dạy cho á. Cháu muối mẹ ngon quá.
Ông mày bỏ vô luôn mũi mít đó. Đúng đúng. Có hai miếng ổn đó mà ông mày nghe. Đã ngon lành. Mẹ giờ không thấy khỉ đâu em. Tiếng iPhone đó ta. Không phải. Tiếng Samsung cho lộn. Ủa sao tiếng của tao khác mà, sao tiếng ơ. Ủa tao cũng khác. Tiếng tao kiểu như nó rung 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 rung. Báo thức tao đầm, báo thức nhạc không à. Tao cũng đang nghe sợ phải chuẩn luôn á. Cầm tay coi cái camera cho rút một giang thẻ vàng ấy, giang đó xấu quá. Cầm tay đâu? Bình thường làm tay nó quýnh chạy luôn. Đó nhẹ nhàng chút đi. Lần nữa thẻ vàng cho. Mị nó về chưa vậy? Chắc về rồi quá à. Chuyện vậy? Ô, quan trọng là mệt quá à. Gian là được rồi. Quan trọng là gian được. Già cả là quà cáp. Ông bỏ ăn cho nhiều cụ. Mẹ có về không? Diễm nó xe đạp chở về mẹ. Diễm nó kêu lấy xe đạp chở mẹ về. Nó chở tới nhà Diễm nó cao được mét 2. Ơ quên mét 8. Để đứa nào gọi đi. Mày đứa nào gọi á? Ai? Chui này chui quán. Ở trong bì á. Rồi phải ai á? Sao vậy? iPhone đi. Sao ai? Trời coi ơi. Trong cái bì, bì đựng đồ á. Diễm nó là cho tay Diễm lại. Chị vô cầm đây luôn ấy. Là kêu như thả khắc vậy. Đang tiếng em chưa được. Nó chờ mà muốn về lúc nào gì vậy? Mày mẹ về trước đi. Chút nữa nó ấy là mẹ chứ con Thương về trước đi. Tiếp vô đây tiếp. Tiếp qua đi. Phạm Tiền thấy bên Giang á. Phạm. Còn Tiết Văn Hiền nữa, còn bên kia con Kim Trang với An Thương. Dựng cái van lại chứ. Không, có chai á. Bỏ cái chai ra cho để em về kia tới cho ổng rồi rác rồi dục xíu. Sao vậy Mỹ? Ly nhựa chứ. Ly nhựa của bà ngoại còn với giấy. Ly nào ly giấy? Không phải ly giấy, ly nhựa hết á. Ly nhựa đem về cho bà ngoại chứ. Bà gặp xi tay nha. Ghép vào đây, ghép chỗ ghép bên kia.
nó leo lên. Sẽ thả ông vô ti. Hả? Sẽ thả ông vô ti. Thả luôn á. Ờ, chim cơ vô rồi. Được không? Được chưa? Chở qua. Mạnh không? Mạnh không? Chống mạnh không? Mấy cái video nó không hát tê mẹ. Mạnh không? Chống mạnh không? Chống mạnh không? Việt Nam chất lượng cao, hàng chibi là hàng Việt Nam chất lượng cao. Giang rút thẻ đỏ nha. Giang thẻ đỏ ra sân nha. Giang đỏ Giang đỏ quyền lực hơn. Đỏ ra sân nha. Giang để con chú em chừng cái giải anh ăn đâu vậy đấy. Giang học ở từng đường đâu vậy nó mua hư rồi nha. Chừng nó không nó đã về, nếu nó đã nhiều là nó bung nhanh lắm. Nó bào như thương mà bào bào hàng nhé. Thương động cơ F4 là ít đâu, mấy ghê F2 nó mấy anh F4. Nói tậu thương cho bay F2 được rồi, F4 dữ đấy. F8 mình thành máy bay luôn. Anh Messi lao. Cơ bước ơn Diễm nó kêu nó kết con lắm rồi nha. Kết cái tật nó dốc quá. Xong phèm nó mua đâu đi, đâu cho nó à? Đâu trên kia là đâu cổ cao, đâu cổ ngắn. Sao nó mua cổ cao ha, cổ cao nhìn Việt Nam nhiều. Nó giống như Giang cổ ngắn nè, còn hôm qua chiều mình là đâu. Giang thì đã xong rồi nè. Giang đó nhẹ nhàng đi. Cổ cao nó cao tiền hơn mà con. Nó đẹp hơn, đúng không? Đây nè, Giang đang cổ ngắn, còn hồi chiều đâu con mua Giang cổ cao. Rồi đâu phàm mà chiều mình coi đâu cổ cao mà. Đâu chiều cũng phàm. Cổ cao. Mũi ghê, mũi sao nghĩ giờ mũi ghê đó. À. Thì con thôn có 5 cái đâu. Vậy đâu chiều mà đâu chiều phàm mua lại chiều một trăm số á chú. Gì? Đâu phàm mua lại số á. Còn đâu đâu mình mua lại số nữa. Đâu mình coi á. Đâu của hòn gấu hả trời? Lớn lớn hòn mập đó. Hòn mập là 68. Đâu hòn à đúng rồi. Hồi chiều con hỏi là đâu hòn mập ấy. Đúng rồi đúng rồi. Hồi chiều tao cầm đâu của hòn mập lên tao hỏi tao nhìn tiền. 68 đúng. Điền Giang có một đâu đó mà cô ngắn á, Camito á. Hàng Camito, hàng Quang Hải nó cao tiền á. Hàng mập vô đầu mình á, có đêm về gì ăn số. Điệp lắm. Ê, dây gì? Cái đâu mà tao kêu điệp á. Gái tụi bây á.
đục xúc quá à. Tức quá nọ. Là màu tím. Mày nói chung bốn màu đó. Nó nhiều màu lắm mà, cái kiểu Camito nhưng hòn mập á. Gái. Mấy đứa con gái chơi nha, coi giờ dắt rồi về trước nha. Số mã. Nghe mày làm số rưỡi giờ 1 tiếng hộ mày. Nếu con về kêu Mỹ nó về trước đi. Gì rồi á? Quét chuẩn. Ê, đã ngon lành không đã xấu nha. Ủa khỉ, khỉ đợi ai? Đợi nào con khỉ em nghe nha. Khỉ áo vàng á. Ủa? Áo mang gì xanh lá cây. Áo đỏ. Áo cam. Đỏ. Cam. Đỏ. Tại sao cam mà tại sao đỏ? Tại vì nó là màu cam và nó là màu đỏ. Trời. Tại sao? Bây giờ màu cam như màu đỏ giống mà khác. Khác. Giống. Khác. Bây giờ để tôi phân tích đàng hoàng chứ. Bây giờ cái màu với cái màu bỏ hai từ đỏ với cam ra là giống hay khác? Từ từ phân tích đàng hoàng. Giống. Giống, mà đúng không? Bây giờ bỏ hai từ màu với kề từ cam với kề kia khác nhau không? Hả? Bỏ hai từ màu. Ừ. Cam với đỏ. Ừ. Khác. Thì nó đâu có nghĩa nữa. Mà cam đỏ. Với màu cam với màu đỏ là một, chứ đó, con hiểu không? Đó, suy nghĩ đi. Đúng không? Một cam với màu đỏ là một. Ví dụ bây giờ phân tích ra, bây giờ bò lấy hai cái màu là giống nhau đúng không? Không. Ủa sao đã do màu không giống nhau? Giống. Thì bây giờ bỏ hai từ màu ra, từ cam với từ đỏ giống nhau không? Không. Không thì nó có nghĩa giờ cam đỏ đâu có nghĩa là màu. Đâu. Là hai màu cam giống nhau. Cam đỏ chứ. Ừ. Đâu có gọi là màu cam đâu. Thông minh chưa? Chết chưa? Được. Phân tích được. Không phân tích được chứ mà cái chuyện sai không đúng nhưng phân tích đúng. Đúng không? Đó, thì kêu đã với cam đâu có chi tôm mèo đâu, sao biết nó là mèo đỏ mèo cam, thì kêu đã cam thôi, ấy là chú xong kêu bỏ từ mèo ra còn cam lớp 8G là chọn cái mẫu vậy công trình ấy công trình mẫu nào chú chọn lớp mẫu vàng còn mà vàng. Chọn hả? Ủa bốn chốt đầu mẫu kia là mẫu tem còn mẫu lớp 8G là mẫu đó ngon. Tự nhiên người ta chốt đồ mà tự nhiên chú sớm. Ồ. Cất bộ văn tấu tao nhậu tụm gì đó. Ủa là mua bộ như gì đâu mà thảm dữ cướp đồ gốm gì đó. Cướp người không cướp áo quần vậy giờ. Không. Không gì? Cúp người cũng cúp áo quần chị. Gỡ hình đi Nhân. Nhân gỡ hình nha. Không phải không? Lấy không? Để Phan quay hết đoạn đây rồi phải không? Mẹ nói chuyện mình ha. Để sao